Theo dõi quá trình, khám sức khỏe theo dõi tình hình. Khoảng 2 đến 5% người bệnh vẫn có nguy cơ tái phát sau khi đã kết thúc điều trị bệnh lao. Do đó, sau khi điều trị, bệnh nhân sẽ được theo dõi quá trình bằng cách chụp X quang phần ngực 6 tháng, mỗi lần trong vòng 2 năm. Tùy tình trạng mà có trường hợp phải theo dõi quá trình trong 3 năm có trường hợp dù đã kết thúc điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn vẫn phát bệnh. Thời gian theo dõi quá trình đối với trường hợp đã điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn sẽ là khoảng thời gian do trung tâm chăm sóc sức khỏe quyết định sau khi kết thúc điều trị. Trong thời gian này phải tiến hành chụp X quang phần ngực 6 tháng một lần giống như bệnh nhân lao. Về cơ bản bạn sẽ chụp X quang phần ngực tại cơ sở y tế mà bạn đã điều trị bệnh lao. Cùng thời điểm này, nếu bạn đã chụp X quang phần ngực với mục đích khác, cũng có thể sử dụng kết quả đó thay thế. Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí khi làm xét nghiệm, hãy trao đổi với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của trung tâm chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn 6 tháng chụp X quang phần ngực một lần, chuyên viên chăm sóc sức khỏe của trung tâm chăm sóc sức khỏe sẽ liên lạc để hỏi thăm sức khỏe, tình trạng khám bệnh của bạn. Do đó, bạn hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe của trung tâm chăm sóc sức khỏe biết số điện thoại hay địa chỉ email của bạn. Trong giai đoạn theo dõi quá trình, nếu có thay đổi địa chỉ hay số điện thoại bạn nhất định phải cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe của trung tâm chăm sóc sức khỏe biết địa chỉ liên lạc mới. Khi có triệu chứng bệnh như ho kéo dài trên 2 tuần, hãy nhanh chóng đi khám ở các cơ sở y tế, ví dụ như khoa hô hấp. Bên cạnh đó, phải nhớ liên lạc với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của trung tâm chăm sóc sức khỏe